bánh mì thế giới 2 năm được tổ chức một lần. Ngày 21 tháng 10 vừa rồi, cuộc thi này đã được khai mạc tại Pháp. Đội tuyển Đài Loan có thể nói là đội tuyển thường xuyên giành chiến thắng trong cuộc thi này. Năm nay, huấn luyện viên Vương Bằng Kiệt dẫn đoàn Đài Loan đến Pháp tham dự giải đấu. Các tuyển thủ sau khi nhồi bột xong, liền cẩn thận kéo bột thành sợi nhỏ để thắt thành hình biếm tóc, tạo hình cho tác phẩm của mình. Sau khi nướng xong, các tuyển thủ sẽ bắt đầu đắp ráp tác phẩm bánh mì của mình. Tác phẩm hoàn thành của đội tuyển Đài Loan năm nay chính là tuyển thủ bóng chày người nguyên trú. Tác phẩm này cao 140cm, nặng 50kg. Từng chi tiết trên tác phẩm đều khá tinh tế để giúp Đài Loan giành được giải nhi của cuộc thi. Khi ban tổ chức đọc tên Đài Loan, toàn bộ cổ đồng viên của Đài Loan đã phấn khởi vẫy quốc kỳ. Có người còn kéo căng lá cờ quốc kỳ cỡ lớn, khiến bầu không khí hội trường bỗng chốc trở nên vô cùng hân hoan. Thực ra, trong cuộc thi lần này cũng có câu chuyện nhỏ ngoài lê. Trước cuộc thi, đã có tin Trung Quốc đã gây sức ép cho ban tổ chức, yêu cầu không cho đội tuyển Đài Loan mang quốc kỳ vào sân. Sau khi thảo luận với huấn luyện viên Vương Bằng Kiệt, ban tổ chức đã đưa ra quyết định. Mọi đội tuyển tham gia đều không được mang quốc kỳ vào sân, nhưng lại không cấm khán giả mang quốc kỳ. Khi Đài Loan chiến thắng, các cổ đồng viên đã thuận lợi vẫy quốc kỳ Đài Loan tung bay trong hội trường.